Giờ làm gì đây? Làm gì cho nó vui cho mọi người? Thời gian gần đây á, có một số bạn nhắn tin là hướng dẫn cho các bạn làm nấm, trồng nấm đông trùng hạ thảo. Thì cái đông trùng hạ thảo thì đa số mọi người không ai xa lạ nữa. Tuy nhiên mà cái cách nuôi trồng đông trùng hạ thảo dường như ở Việt Nam mình nó có mang tính bí mật, giống như bí mật quốc gia vậy á. Thực ra nếu mà bạn nào mà hay theo dõi về nấm á, bạn lên trên các trang mạng xã hội YouTube, Facebook thì họ hướng dẫn trồng đông trùng hạ thảo rất là nhiều và họ coi đó như một cái loại nấm bình thường, thông dụng. Nếu mà nói về cái giá trị dược liệu của đông trùng hạ thảo á thì cái việc đó nó trong thời gian vừa rồi cũng có nhiều cái dư luận trái chiều. Người thì bảo tốt, rồi người thì bảo không tốt, thế này thế nọ ở kia, rất là nhiều ý kiến. Thì bây giờ để biết nó tốt hay không tốt, nó dễ trồng hay nó khó trồng thì chúng ta phải trồng được nó thì chúng ta mới đưa ra được những cái ý kiến nó mới khách quan được, đúng không? Trồng được và sử dụng nó thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được những cái nhận xét công tâm. Thì trong rất rất nhiều các môi trường làm đông trùng hạ thảo, hôm nay là mình hướng dẫn cho các bạn làm đông trùng hạ thảo, trồng đông trùng hạ thảo tại nhà với một công thức đơn giản nhất nha, đơn giản nhất chứ không phải là tốt nhất nha. Bây giờ là để trồng được nó thì thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho mình cái dụng cụ để trồng. Mình thường sử dụng cái hũ thủy tinh hoặc là mình thấy trên các trang mạng, trên các trang mà buôn bán điện tử á, họ cũng bán những cái loại hộp nhựa chịu nhiệt BB, nhưng mình nhớ không lầm là số 5. Bạn có thể sử dụng cái hộp đó trồng cũng được, bạn sử dụng hũ thủy tinh trồng cũng được, mà sử dụng bằng những cái loại bếp túi chịu nhiệt cũng được ha. Nhưng mà mình thích sử dụng bằng thủy tinh bởi vì mình tiệt trùng nó dễ và mình nó có thể tái sử dụng lại được, và nó trong quá trình nuôi trồng đó là mình sau khi thu hoạch xong mình không bỏ cái ni lông ra ngoài môi trường, lúc đó là mình nói chung là mình cũng góp phần bảo vệ môi trường hơn. Khuyến cáo nên sử dụng bằng bình thủy tinh này nha, nó mang lại nhiều lợi ích lắm. Rồi trước hết là mình chuẩn bị dụng cụ trồng, thứ hai nữa làm đông trùng hạ thảo á thì nó có hai phần. Thứ nhất á là bằng phần chuẩn bị cái môi trường nền. Cái môi trường nền của nó là đa số chúng ta sẽ sử dụng gạo gạo lứt ha, còn đây là mình sử dụng gạo huyết đồng lứt đỏ ha, là nền chính của nó là gạo lứt. Cái thứ hai nữa là cái dịch thể để mình hy rác cái phần giá thể này á, là mình sử dụng nước và bổ sung một số chất dinh dưỡng để quá trình hy rác cái hạt gạo này nó sẽ thẩm thấu dinh dưỡng vào đây và giúp cho đông trùng hạ thảo phát triển tốt hơn. Rồi thì cái dinh dưỡng bổ sung á, nó có nhiều công thức làm dinh dưỡng bổ sung thì nhưng mà cơ bản là có hai cái công thức chính. Thứ nhất là sử dụng nguồn đạm có nguồn gốc từ động vật, trứng gà này. Cái thứ hai nữa là sử dụng nguồn đạm có nguồn gốc từ thực vật, đó thuần chay á. Thì nhưng mà tuy nhiên để làm cái giá thể mà thuần chay nó linh tinh, nó đòi hỏi nhiều cái loại thực phẩm khác nhau. Thì nếu mà ở nhà mình kiếm những cái loại đó nó rất là khó. Cho nên là hôm nay mình hướng dẫn là làm cái môi trường trồng đông trùng hạ thảo một cách dễ dàng thực hiện được tại nhà. Thì bao gồm nè, cao men nè, bếp tông, trứng gà, rồi canxi carbonate. Thì trước hết á là mình chuẩn bị đây gạo lứt đỏ ha, thì các bạn cho một chút canxi carbonate vô đây, cứ cho nhắm vô cho thôi, đừng có cho nhiều là được. Mục đích của nó là nó cung cấp canxi với lại là nó chống, nó làm cho cái hạt gạo của mình khi tiệt trùng lên nó không bị vón nha. Rồi cho một chút canxi carbonate vô đây, rồi như vậy là xong phần giá thể rắn, xong rồi đó. Nhanh không? Đây là cái giá thể nền, chỉ có gạo lứt với lại bạn cho chút canxi của anh vô, thế là xong rồi. Qua bên
Thứ hai nữa, ở đây mình các bạn chuẩn bị cho mình 500 ml nước nước cất nha, hoặc là bạn sử dụng bằng nước dừa cũng được nha. Ở đây mình sử dụng bằng nước cất. Rồi, một quả trứng gà. Cao men nếp tông ha. Thì cái cao men á, cái thằng cao men này nè, cao nấm men này nè, với 500 ml nước mình sử dụng 5 gram nha. Dạ rồi, nó rung tay quá trời luôn. Rồi xíu nữa đi cho nó đụng năm đi. Rồi năm thì năm chấm mấy cũng được. Rồi tới tiếp tông nha. Nè, bếp tông mình cho 2.5. Rồi sau đó bạn đổ 7,5 gram này vô đây, vô trong 500 ml nước sạch nha. Rồi tiếp theo quay cho nó đều lên. Chắc bạn mình đi lấy cái kia mình đánh cho nó nhanh nha, cái này nó hơi lâu, vội quá nên chuẩn bị nó cũng không có chu đáo lắm, thông cảm nha. Trứng gà đây, nếu mà bạn làm 1 lít môi trường á là thả nguyên trái trứng gà này vô, nhưng mà mình làm có 500 cho nên mình thả nửa trái thôi nha. Nếu mà làm 1 lít môi trường á, bạn thả nguyên trái xong có cái máy đánh á, bạn đánh luôn, đừng có bỏ cái vỏ này, bạn đánh cho nó nhuyễn cái vỏ đi, bởi vì cái vỏ nó rất là giàu canxi cùng lát, đừng có bỏ đi. Nhưng mà ở đây là do mình cái máy đánh của mình nó bị hư rồi, nó không có, cho nên mình không thể đánh nó nhuyễn cái này ra được, mình phải sử dụng bằng canxi carbonate bổ sung nha. Rồi đấy, khi bạn bỏ nửa trái trứng vô thôi, bình thường đơn giản. Rồi đánh lên. Rồi bây giờ nói tới cái hũ này, cái hũ này nó có hai cổng, thứ nhất là cái cổng tim bằng silicon tự khép, thứ hai là micro bore lọc khí. Để chi khi mà mình làm mình có được môi trường á, cái cổng này là mình sẽ bắn mèo lỏng vô đây, mèo của đông trùng hạ thảo á, mình sẽ dùng cái này, mình cái này là mình cổng tim, mình tiêm nó vô đây để bắn mèo vô đây mà không cần phải mở hũ, bởi vì ở nhà các bạn chắc chắn các bạn không có cái tủ cấy vi sinh, cho nên là khi mà các bạn mở ra bạn cấy mèo vô là nó sẽ bị nhiễm. Nên là nên sử dụng cái hũ như thế này, một là cổng tim, hai nữa là có lọc khí. Đó là cái cổng, cái khi mà có meo của đông trùng hạ thảo các bạn mua về được rồi á, các bạn tiêm thẳng nó vô đây mà không cần phải mở hũ, như vậy là hạn chế được cái việc nhiễm khuẩn rất là nhiều. Rồi xong, bây giờ là phối tỷ lệ nó làm sao, thì bây giờ các bạn phải cân cái này ghi nè, cứ 35 gạo lứt này nè, 35 gạo lứt chúng ta sẽ bổ sung vào là 50 ml môi trường này nha. Cần lên 35 gram.
Thực ra nó có cái công thức á, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái công thức để phối. Rồi. Bước tiếp theo á là chúng ta đổ 50 ml môi trường này vô trong đây. Nãy giờ nó còn sót một số cái cao men, trong mình đổ cho nó hết đi. Tiền không mất, bỏ uổng. Đây, mình đông đúng 50 ml. Rồi, các bạn đổ vô đây. Thấy chưa? Đóng lại. Đắp nó kỹ ha. Rồi. Nhắc lại nè, 35 g gạo lứt cho 50 ml môi trường này vô trong cái hũ này. Thì bây giờ nếu giả sử mình bỏ 50 g thì cho bao nhiêu, đúng không? Thực ra nó có một cái mẹo. Cái mẹo là như thế này. Ví dụ bạn muốn làm 50 g gạo lứt, bạn muốn tính ra cái lượng dung dịch để bỏ bao nhiêu, thì mình có một cái mẹo như sau. Bạn lấy 50 g gạo lứt này, bạn nhân cho 40% là ra được 20, đúng không? Bạn lấy 50 bạn cộng 20 ra ra thành được 70. Như vậy là cứ 50 g gạo lứt này bạn sẽ đổ 70 ml môi trường nhá. Mình nói lại cái mẹo như sau. Ví dụ bạn cần 50 g gạo lứt thì bạn lấy 50 bạn nhân cho 40% ra thành 20, đúng không? Thì bạn lấy 20 đó cộng ra 50 thì ra cái số ml mà bạn cần bổ sung, tức là 50 cộng 20 ra thành 7, 70. Nhớ công thức đó nghe chưa? Hả? Tất nhiên nó khá là buồn cười ở chỗ là gam mà cộng cho lít là nó buồn cười lắm. Nó không, không phải, đó là cái mẹo để tính thôi nha. Đó là chỉ là cái mẹo để tính thôi. À, ví dụ như là bây giờ mình muốn làm 50 g. Ví dụ bây giờ mình muốn làm cái hũ này 50 g đi, cái hũ nền là 50 g đi. Đây. Bạn cứ cân 50 đây ha. Rồi. Ví dụ mình có 50 g 50 g đèn này, đổ vô đây. Thường mấy cái hũ này bạn làm maximum 50 g đèn thôi nha. Quá trình mình tiệt trùng nó nở ra nữa. Nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Đây, 50 g đèn này. Rồi. 50 nhân cho 40% ra được 20. 20 đó cộng cho 50 thì thành ra là 7. 70, như vậy mình đổ khoảng 70 ml môi trường vô đây. Rồi. Xong. Đổ vô. Rồi. Cái lượng thì cái tỷ lệ này là vừa đủ để cho cái hạt gạo mình nó hydrate, có nghĩa là nó không quá khô, nó cũng không quá ướt, môi trường chuẩn nha. Sau khi có được giả thể như thế này rồi á, đó, các bạn nhìn dĩa bạc, các bạn quấn cái đầu này lại, sau đó đưa vào trong cái nồi hấp tiệt trùng. Nếu mà chúng ta sử dụng cái nồi hấp tiệt trùng tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tiệt trùng nó ở 121 độ C trong vòng 30 phút. Trong vòng 30 phút. Rồi còn nếu như mà chúng ta chỉ có một cái nồi áp suất gia dụng bình thường thì các bạn để cho mình 1 giờ, có nghĩa là bạn nấu trong khoảng 1 tiếng đối với cái nồi áp suất gia dụng á là được. Thì phần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấy mèo vào, mèo đông trùng hạ thảo vào trong cái hũ này. Hẹn gặp lại nha, bye bye.